Mùa hè nước Đức sẽ sôi động với ngày hội bóng đá đỉnh cao, cuồng nhiệt nhất châu Âu. Euro 2024 khởi tranh từ 14 tháng 6 đến 14 tháng 7. Ai sẽ là chủ nhân của chiếc cúp Henri de Lonnay? Cập nhật những tin tức mới nhất về 24 đội bóng trước và sau trận đấu. Những câu chuyện thú vị, sắc màu cổ động viên cùng những địa danh nổi tiếng của nước Đức. Tất cả sẽ có trong chương trình Mùa hè nước Đức Euro 2024. Phát sóng hàng ngày 19:50 trên HTV9, 20:30 trên HTV Thể thao.